Minh Hương xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Bóng Đá Hot. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất của làng Túc Cầu có trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung khuấy đảo truyền hình thế giới khiến người hâm mộ cả nước khóc như mưa. Vâng thưa quý vị, ngày thi đấu thăng hoa của đoàn nữ Việt Nam đã khép lại bằng chiến thắng 2-0 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Myanmar ở trận chung kết. Với chiến thắng này giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 8 giành chức vô địch, đồng thời thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu với tư cách là đội bóng đầu tiên giành huy chương vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Sau SEA Games 32, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung được nghỉ ngơi một tuần trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho World Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam sẽ sang châu Âu tập huấn từ cuối tháng 5. Ngày 9 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ thi đấu với đội tuyển U23 nữ Ba Lan. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập huấn tại Đức và thi đấu với đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 24 tháng 6. Đây là trận đấu giao hữu giúp đội tuyển Việt Nam cảm nhận được đẳng cấp của đấu trường World Cup khi đội tuyển nữ là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Thưa quý vị, mới đây trong một chương trình truyền hình, mở đầu cuộc trò chuyện, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lấy đi bao giọt nước mắt của người hâm mộ Ông gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến SEA Games 32. Sau đó, ông gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá nước nhà, luôn đồng hành, ủng hộ và cổ vũ cho toàn đội. Tiếp đến, nhà cầm quân người Hà Nội ca ngợi các học trò đã chơi một trận đấu xuất sắc để có lần thứ tư liên tiếp giành được tấm huy chương vàng SEA Games. Từ sâu thẳm trong tâm can, ông chia sẻ đầy cảm xúc xoay quanh chiếc huy chương vàng lần thứ tư liên tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn lâng lâng cảm giác vui sướng sau khi làm nên lịch sử là đội đầu tiên có 4 lần liên tiếp vô địch. Ông chia sẻ, tôi là người con của đất nước Việt Nam, được làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam để giành được tấm huy chương này, mặc dù cái thời tiết rất nắng nóng. Tôi là nam giới, nhưng tôi rất cảm phục các cầu thủ nữ. Các bạn đã biết đoàn kết trở thành sức mạnh, vượt qua khó khăn. Huấn luyện viên Mai Đức Trung tâm sự. Một nửa cuộc đời huấn luyện của tôi dành cho bóng đá nữ. Mình là người Việt Nam thì mình dễ hòa đồng và hiểu tâm tư, tình cảm của con người Việt Nam hơn huấn luyện viên ngoại quốc. Cộng thêm may mắn nên tôi có thể thành công như thế này. Một trong những câu tôi nói với các bạn ấy là Các con hãy cố lên, hay các con phải tích cực hơn nữa. Các con cứ đá đi, phần thắng thuộc về các con, thua bác sẽ nhận trò. Lý giải về việc thường xuyên cho Thanh Nhã vào sân từ băng ghế dự bị, huấn luyện viên Mai Đức Trung từ tốn đáp. Nó có chiến thuật đấy, Thanh Nhã là một vận động viên trẻ so với các chị, mới được thi đấu cho đội tuyển, tâm lý chưa tốt. Tôi đã từng nói với Nhã rồi, hôm nay con ở ngoài thì con quan sát, đối thủ đối đầu với con, người ta có ưu điểm gì, nhược điểm gì để con khắc phục, để con qua họ. Khi phát huy được tốc độ của mình thì nhanh chóng đẩy bóng qua cầu môn đi, thỏa sức đi, dứt điểm đi. Tôi cũng phải tính toán lúc nào Nhã đến là đúng. Việc đưa ra những thay đổi về con người là công việc của tôi, Tôi đã làm việc nhiều năm ở đội tuyển nữ Việt Nam và nhìn nhận được cục diện trận đấu. Khi đến lúc cần thay đổi thì tôi điều chỉnh. Khác với trên sân cỏ cùng quần đùi áo số, Nguyễn Thị Thanh Nhã xuất hiện trên truyền hình với diện mạo xinh đẹp, nữ tính và rất duyên dáng. Tại đây Thanh Nhã đã có những chia sẻ xoay quanh trận chung kết SEA Games 32 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar, cũng như câu chuyện về cách cô theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Nói về bàn thắng đẳng cấp thần sầu xé lưới đội tuyển nữ Myanmar ở cuối trận chung kết SEA Games 32, Thanh Nhã tâm sự: "Vào giây phút đó, em cố gắng bứt tốc lên và ra quyết định nhanh chóng. Chắc chắn vào thì em nghĩ là không, cơ hội chỉ là 50-50. Em nghĩ bàn thắng là có thêm một phần may mắn. Em và đồng đội đã rất vui khi bóng đi vào lưới." Chính huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng không nghĩ Thanh Nhã sẽ tạo nên một siêu phẩm đẹp đến như vậy. Ông nói: "Khi Nhã sút bóng, tôi vẫn chưa nghĩ là sẽ vào đâu." Chỉ khi mảnh lưới rung lên tôi mới vỡ òa. Phải nói là chưa bao giờ sung sướng hạnh phúc bằng bàn thắng ấy. Bàn thắng đó rất có ý nghĩa, dập tắt ý nghĩ gỡ hòa của đối phương. Nhã ghi bàn lúc gần hết giờ và tôi nghĩ đinh ninh chúng ta sẽ chiến thắng. Lúc bấy giờ mới dám nghĩ. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Thanh Nhã tôi nghĩ đẹp nhất SEA si Games năm nay. Sau SEA Games 32, các cầu thủ nữ chỉ có ít ngày nghỉ ngơi cùng gia đình, rồi tập trung trở lại chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Đức hướng tới vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây. Chia sẻ về kế hoạch này, huấn luyện viên Mai Đức Trung mong đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có những kinh nghiệm quý báu khi thi đấu cùng các đội tuyển nữ lớn trên thế giới. Ông nói, chúng tôi sẽ đi tập huấn tại Đức thi đấu 3 trận. Ngày 24 tháng 6, chúng ta đá với đội tuyển Đức. Chuyên môn so sánh chúng ta không thể bằng, nhưng đảm bảo với người hâm mộ trong cả nước, với tâm thế là người phụ nữ Việt Nam, đội chúng tôi phải thi đấu với tinh thần tốt nhất. Dù sao chúng ta có thể thua kém đội bạn về chuyên môn, tầm vóc, thể lực, về tinh thần chúng tôi không thể thua, đó là điều tôi có thể khẳng định. Nhớ lại những ngày thi đấu tại Campuchia, ông Trung nói, toàn đội đã gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, đội tuyển bóng đá nữ năm nay không bằng những năm trước, nhiều cầu thủ lớn tuổi đã nghỉ và nhiều cầu thủ bị chấn thương phải đi phẫu thuật. Điển hình như trường hợp của Trương Thị Kiều. Tại SEA Games 32, nữ trung vệ số 1 Việt Nam có tên trong danh sách sơ bộ, nhưng gần đến ngày khởi tranh, huấn luyện viên Mai Đức Trung quyết định gạch tên cô. Nghe đến đây, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết Kiều đã bình phục chấn thương và đang tập luyện cùng đội tuyển mà sao lại bị loại. Chia sẻ về lý do loại trung vệ Trương Thị Kiều lần này, ông Trung nói, đây là mất mát không nhỏ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong việc chinh phục huy chương vàng SEA Games 32. Tuy nhiên, khi đưa ra quyết định, ông đã suy nghĩ rất nhiều cho cầu thủ nữ. Ông nói không vì thành tích mà ảnh hưởng đến cuộc đời cầu thủ sau này của Trương Thị Kiều. Ông Trung nói, nếu chúng tôi để Kiều vào sân đá thì đó là sai lầm rất lớn. Cô ấy mới phẫu thuật hai chân vào hồi tháng 9 năm ngoái, chưa phục hồi 100%. Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này và quyết định không cho Kiều đá. May mắn các thành viên trong đội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, khỏa lấp chỗ trống của Kiều. Sau SEA Games 32, Kiều sẽ cùng đội tiếp tục hoạt động trở lại. Và tôi nghĩ lúc này cô ấy sẽ thi đấu tốt cùng các cầu thủ khác trong đội. Huấn luyện viên Mai Đức Trung là người luôn cháy bỏng đam mê cống hiến đi cùng bóng đá nữ Việt Nam qua nhiều cấp độ, từ những lứa cầu thủ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia và gặt hái rất nhiều thành công. Nhưng khi nghe câu chuyện không vì thành tích mà ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của cầu thủ, mới thấy huấn luyện viên Mai Đức Trung là người thầy có tâm đến như thế nào. Vé dự tranh Olympic còn khó hơn cả World Cup. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho hay Mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hạng 33 thế giới là giành vị trí thứ hai trong bảng với thành tích tốt nhất để qua đó có cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng của khu vực. Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, khu vực châu Á dành cho các đội tuyển bóng đá nữ được chia làm 3 bảng đấu. Ở bảng A có Australia là chủ nhà, cùng Đài Bắc Trung Hoa, Philippines và Iran. Bảng B có sự hiện diện của Trung Quốc là chủ nhà, cùng với Hàn Quốc, Thái Lan và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là bảng đấu quá mạnh với đội tuyển nữ Thái Lan. Trong khi đó ở bảng A, một đại diện khác đến từ Đông Nam Á là Philippines được đánh giá có cơ hội đi tiếp. Vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11. Kết thúc vòng loại thứ hai, ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại thứ ba diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 1 năm 2024. Tại vòng loại thứ ba, Bốn đội sẽ bốc thăm chia làm hai cặp thi đấu lượt đi lượt về. Hai đội thắng ở hai cặp đấu sẽ giành quyền tham dự môn bóng đá nữ ở Olympic Paris 2024. Do môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 chỉ có 12 đội nên việc giành vé đến thế vận hội mùa hè vào năm sau được giới chuyên môn đánh giá là còn khó hơn cả việc đoạt vé dự World Cup. Đội tuyển nữ Canada đang là đương kim vô địch Olympic sau khi thắng đội tuyển nữ Thụy Điển ở trận chung kết thế vận hội Tokyo 2020 sau loạt sút luân lưu 11 m Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp của bóng đá hot. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.